tai nghe H7BT nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kết nối của con này nhá. Thì mình sẽ ấn nút nguồn trong vòng 3 giây này. Sau khi mà nó đã nháy này, nó đã nháy màu xanh và màu đỏ như này nhá. Màu đỏ là chờ kết nối này. Thì bên mình sẽ tặng cho anh em một cái jack 3.5 như này. Anh em kết nối qua jack 3.5 nhá. Đây mình sẽ cắm đúng cổng vào cổng tai nghe nhé. Đây. Nó sẽ hiển thị headphone ở trên máy tính này. Đây, nó đã có hai cái này. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em kết nối Bluetooth này. Bluetooth thì nó cũng như thế thôi. Anh em sẽ ấn nút nguồn trong vòng 3 giờ. Nó sẽ nháy xanh và chấm đỏ. Chấm đỏ thì là chờ kết nối nhá. Anh em mở máy lên, kết Bluetooth này. Đây, và đã có H7BT nhá. Ok, đã kết nối thành công nhá. Rồi mình sẽ mở nhạc cho anh em. Dùng được 1 năm, để máy đã nút người tới 1 triệu đồng. Nếu số điện thoại của bạn